Trời Thương, Phật Độ, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 tháng 6 âm lịch 2023, nghịch thiên đảo vận, hóa hung thành cát, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu hết phần thiên hạ. Quý cô bác tuổi Quý Mão kính mến, Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý cô bác, hàng trăm triệu người thì có hàng trăm triệu số mệnh khác nhau, không ai giống ai, không ai có thể xin hay nhường cho ai. Có người giàu sang phú quý vào thời điểm này, nhưng lại bần hàn, xui xẻo vào thời điểm khác, vậy mới nói, yếu tố may mắn là vô cùng quan trọng, không ai có thể biết trước được vận may sẽ mỉm cười với mình vào lúc nào. Tuy nhiên, may mắn vốn dĩ được cấu thành từ những cơ hội, quan trọng là chúng ta cần phải biết và nắm bắt những cơ hội vàng đó để tận dụng và phát huy nó một cách triệt để nhất. Trong tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu và đưa ra dự báo rằng đây sẽ là thời điểm bứt phá của quý cô bác tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, giúp bản mệnh tuổi này làm ăn thắng lớn, vạn sự hanh thông, giàu có hơn người, tiền bạc nhét chật kết. Để biết được số mệnh của mình ra sao, cần phải làm gì để không bỏ lỡ vận may hiếm có này, thì xin mời quý cô bác tuổi Quý Mão cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây. Trước khi đi vào phần luận giải vận trình ngày hôm nay, ta hãy cùng điểm qua đôi điều về vận mệnh, cuộc đời và những nét riêng đã tạo nên tính cách của những người sinh năm 1963, tuổi Quý Mão. Rất nhiều người yêu tuổi Quý Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Quý Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn, dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tuổi Quý Mão thích cuộc sống tự do, yên bình. Với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng, họ khá nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Quý Mão là nghệ thuật, những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Những người tuổi Quý Mão thích hưởng thụ, không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm, họ luôn mong muốn mình và những người xung quanh được sống trong hòa bình, hạnh phúc, không chiến tranh, mâu thuẫn. Đôi lúc, họ trở nên khá bảo thủ, không nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai khác, đó là điều khiến những người này tụt hậu, trở nên tù túng và lười biếng. Theo tử vi 12 con giáp, cuộc sống thuở nhỏ của những người sinh năm 1963 tuổi Quý Mão thường phải trải qua nhiều vất vả, khó khăn. Vận tài lộc rơi vào tình trạng có đây hết đó, phải khi bước đến khoảng thời gian từ tuổi trưởng thành đến tuổi trung niên thì mọi chuyện sẽ có nhiều khả quan hơn. Quý Mão là người trầm tư, bản tính cực kỳ nhạy cảm, khiến cho họ dễ bị tổn thương và buồn phiền vì những chuyện cãi cọ. Năng lượng thủy củng cố bản năng nhạy cảm của tuổi Quý Mão, con giáp này không thể chịu đựng những bất kỳ ý kiến. Người thuộc tuổi này cực kỳ thân ái, hòa đồng, mặc dù đôi khi có thể hướng nội và ẩn mình. Họ nhận được nhiều sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Sự đồng cảm mạnh mẽ toát ra từ con giáp này khiến cho mọi người đổ xô đến họ để tìm lời khuyên hay sự an ủi. Quý Mão có khả năng nắm bắt suy nghĩ và tình cảm của người khác và truyền cho đối phương những ý tưởng của mình. Tuy nhiên, họ thương nặng lòng hoặc quá bận tâm quá mức vì rắc rối của người khác. Sự hào phóng của họ cả về thể lực lẫn cảm xúc có thể bị người khác lợi dụng. Quý Mão thích sự yên ấm, họ rất tinh tế và dễ tiếp thu ý kiến của người khác. Tuổi này thường thích thả mình theo dòng chảy sự kiện, tránh mọi xung đột, sự mềm dẻo giúp họ vươn lên đỉnh cao, dễ phải lòng, nhưng họ chỉ muốn phụ thuộc vào người mình tin tưởng. Tuổi Quý Mão tâm tính thường cô độc, ít hòa hợp người thân, họ có vẻ mặt lạnh lùng, tác phong quả quyết dứt điểm và rất cứng rắn, bản lĩnh. Trong cuộc sống và công việc, họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió, thử thách tâm lý của họ ít hợp người thân, sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm. Quý Mão trọng công bằng, trọng lý lẽ, sống có nghĩa khí, công tâm, họ là người trung thành, họ trung thành với cương vị, làm việc, giữ đúng chức trách được giao, bền vững trong tình bạn, rất quý trọng uy tín trong cuộc sống và thương trường. Đã hứa hẹn là sẽ cố gắng làm việc, thực hiện bằng mọi giá, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Họ thích suy nghĩ, có sức tập trung cao độ trong tư duy công việc, họ suy nghĩ, làm việc, nghiên cứu dường như không bị tác động bởi ngoại cảnh, quên mọi thứ xung quanh mình. Trầm tư mà hoạt động của họ lúc này hướng cả vào vấn đề giải quyết, giống như một con lạc đà khi nhịn khát mấy ngày thì họ uống nước quên cả mối đe dọa xung quanh. Tuổi Quý Mão ý thức cao về bản thân,
cái tôi cá nhân lớn, cao thượng hơn người khác, giàu trí tiến thủ, ham làm việc, mê kiếm tiền, phấn đấu vì công danh, sự nghiệp. Tìm hiểu kỹ hơn qua tử vi, những người sinh năm 1963 tuổi Quý Mão, ẩn sâu bên trong họ là bản tính vốn mạnh mẽ, kiên cường. Đối với những dự định đặt ra ban đầu, họ luôn kiên trì phấn đấu từng ngày một để đạt thành quả như mong muốn. Tuy nhiên, điều mọi người xung quanh thấy được ở họ là sự nhẹ nhàng, ứng xử tinh tế. Những người Quý Mão có khả năng nhanh nhạy trong lĩnh vực nghề nghiệp, cũng như theo tử vi cho thấy, lĩnh vực phù hợp với họ là chính trị hoặc khoa học. Tuy nhiên, tồn tại trong họ đôi khi lại là sự nóng nảy, bất cập hay bỏ việc giữa chừng. Nam nhân Quý Mão, bản tính thường rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh, dễ gây ấn tượng với mọi người xung quanh nhờ tài trí, sự tinh tế. Bên cạnh đó, tính cách hiền hậu, giỏi giang, sống hướng thiện, không ham lợi, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh chính là biểu hiện của nữ nhân tuổi Quý Mão. Cả cuộc đời, khoảng thời gian từ tuổi trẻ đến khi tuổi già đều được hưởng sự tốt đẹp về mọi khía cạnh cuộc sống, an nhàn, tình duyên tốt đẹp, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thuận lợi, gia đạo hòa thuận, hạnh phúc, không phải chịu bất cứ trở ngại hay vất vả gì. Và sau đây là phần luận giải về vận trình chi tiết tháng 6 âm lịch ở tất cả các phương diện cuộc sống và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Quý Mão 1963. Tổng quan vận trình tháng 6 âm lịch 2023 của tuổi Quý Mão. Trong tháng 6 năm 2023 âm lịch, tức tháng Kỷ Mùi cho thấy, con giáp tuổi Quý Mão trong thời gian này phải chịu nhiều vất vả, thiệt thòi, việc gì cũng đến tay, nếu không tự mình làm việc thì sinh lo lắng, không an tâm. Có thể nói sẽ có không ít thách thức trong công việc chờ đón tuổi Quý Mão, nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc, có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn. Áp lực dường như là động lực để nhiều người tuổi Quý Mão có thể bứt phá trong thời gian này, dấu hiệu thường thấy là các đồng nghiệp cũng rất công nhận tài năng của bạn. Tuy nhiên, bản mệnh có mặt giới hạn nào đó trong việc giao tiếp, cần phải cải thiện, nếu cần hãy viết thêm những thông tin mình muốn ra, sắp xếp lại trước khi trình bày. Muốn gây ấn tượng với người khác thì bạn phải thể hiện được sự bản lĩnh và tự tin của mình nữa đấy. Tháng này dịch mã xuất hiện khiến nhiều người phải đi lại thường xuyên vì lý do công việc như nghiên cứu thị trường, mở rộng kinh doanh. Trong những lần đó, thường có thể xảy ra một số việc ngoài kế hoạch, bản mệnh cần dự phòng để kịp thời ứng phó. Nhìn chung là tháng này không nên chủ quan. Bên cạnh đó, nguyệt lệnh bệnh cho thấy có thể vì sự bận rộn, căng thẳng nên tuổi Quý Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ nhé. Cụ thể, từng phương diện như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 6 năm 2023 tuổi Quý Mão âm lịch, về phương diện sự nghiệp, có thể thấy tháng này nhờ có thiên ấn nâng đỡ, nên mọi thứ sẽ đâu vào đó, nhất là đối với những ai biết lên kế hoạch, công việc thì phát huy sự hiệu quả trong mọi khía cạnh cuộc sống. Người đang tìm kiếm một công việc mới, hy vọng sẽ có được sự thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu bản mệnh là người nhanh nhẹn, thích học hỏi, thì khả năng phát triển trong lĩnh vực của mình rất cao trong thời gian ngắn. Đường công danh, sự nghiệp của những chú mèo cũng tiến triển khá tốt vì được cấp trên ưu ái trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực. Có thể ban đầu, bạn sẽ khó tránh sự bỡ ngỡ và chưa quen với công việc mới, nhưng may mắn có thể đồng nghiệp thân thiện giúp đỡ nhiệt tình nên đều vượt qua được. Ảnh hưởng của dịch mã chủ về dịch chuyển, di chuyển nhiều, đòi hỏi bản mệnh phải nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, không thể ì ạch như trước đây. Bù lại, cuộc sống năng động giúp bạn học hỏi nhiều trong thời gian ngắn. Khi làm việc trong môi trường cạnh tranh lớn, thì tuổi Quý Mão sẽ có một tháng hết sức sôi động, thi đua chẳng khiến cho bạn bối rối mà trái lại giúp bạn mạnh mẽ hơn. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 6 năm 2023 tuổi Quý Mão âm lịch, vận trình tài lộc của người này trong tháng mới được dự đoán có nhiều khởi sắc hơn trước kia, từ khía cạnh thu nhập cho tới việc làm ăn hay làm thêm. Người làm ăn kinh doanh có thu nhập ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm, kẻo bị vướng vào những cạm bẫy. Bản mệnh nên chăm chỉ tích lũy, tiết kiệm để dành cho việc đầu tư lợi hơn sau này, không nên dùng số tiền lớn của mình đầu tư trong tháng 6 âm lịch. Hơn nữa, bạn cũng phải xem khẩu vị rủi ro của mình đến đâu để biết dành bao nhiêu phần trăm cho việc đầu tư mạo hiểm, bao nhiêu cho lựa chọn an toàn. Điềm báo tài lộc sẽ tự tìm đến với con giáp này, dù là người làm công ăn lương hay làm kinh doanh, buôn bán tự do cũng sẽ có được vận may, tiền bạc khá lớn.
thu nhập tăng lên đáng kể, con giáp này cứ thoải mái chi tiêu trong thời gian tới, tiền bạc rủng rỉnh. Nhưng bản mệnh không quên lập kế hoạch tiết kiệm để dành tiền bạc cho những việc cấp bách sau này, đây là thói quen khá tốt mà tuổi này nên duy trì. Muốn giữ được tiền, bạn cũng nên hạn chế việc mua sắm, tiêu xài hoang phí, nhất định không nên vì quá thích món đồ nào đó mà mua bất chấp sự ngăn cản của người thân, vì sau đó bạn sẽ cảm thấy hối hận. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch cho biết, nhờ ngũ hành tương sinh nên vận trình tình cảm diễn ra khá êm đềm. Lịch trình của bạn khá bận rộn, nhưng may mắn có được sự thấu hiểu của một nửa nên không có điều gì quá rắc rối xảy ra. Trong các cuộc bàn bạc lấy ý kiến của mọi người, bản mệnh đừng cố chấp, có thể do mệnh có bệnh nên con giáp tuổi Quý Mão dễ giận hơn và thiếu đi sự lắng nghe. Tuy nhiên, nếu người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé. Họ nhường cho bạn là vì họ quý trọng mối quan hệ giữa hai người, chứ không phải vì họ sai. Những cặp đôi lúc này rất biết cách để cân bằng lại cuộc sống, nhiều người có thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình. Dù bận rộn nhưng bạn vẫn sắp xếp công việc để tách biệt với cuộc sống riêng của mình. Về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng 6 tuổi Quý Mão âm lịch về khía cạnh sức khỏe. Tháng này tuổi Quý Mão có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Có thể thấy, bạn thường xuyên mất ngủ khiến tâm trí lơ mơ, nhìn chung, tháng này bạn cần cải thiện trí nhớ của mình. Nếu không bạn sẽ mắc phải những sai lầm trong học tập, công việc do một số sai lệch về trí nhớ. Mệnh có bệnh, nhắc nhở ai đang có bệnh thì tập trung chữa trị, đừng chủ quan. Ngoài ra, thường xuyên theo dõi xem cơ thể có hiện tượng là gì không để kịp thời thăm khám và điều trị. Nhị hắc nhập cung chính Bắc cảnh báo tình trạng sức khỏe đáng báo động, nhất là người già và trẻ nhỏ trong nhà. Bạn nên chú ý đến vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan đến đường ruột, tiêu hóa. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, tháng 6 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 âm lịch 2023. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Quý Mão có một tuần vượng duyên nhờ có sự xuất hiện của sao Thái Âm. Cát tinh này che chở cho các mối quan hệ của Mão, mở ra những kết nối trong cả cuộc sống lẫn việc làm ăn. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng quan hệ hợp tác, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Về công việc, chính quan báo hiệu, Mão có thể biến tuần lễ mới của mình trở nên ý nghĩa hơn bằng những thành tựu đạt được trong tuần này. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn trọng khi giao tiếp với những người xung quanh, sự thân thiện của bạn có thể là yếu tố để kẻ xấu lợi dụng và hãm hại. Đầu tuần và giữa tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Mão cũng nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến vào cuối tháng. Cuối tuần có điềm báo hao tài, con giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí mua sắm quá độ. Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Quý Mão có thể an tâm hưởng thụ thành quả khi vận trình của bạn đang có rất nhiều tín hiệu tích cực. Mọi việc diễn ra thuận lợi khiến cho mọi người phải ghen tị với may mắn của bạn đấy. Nhìn chung công việc tiến triển theo đúng mong muốn, chỉ cần bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ thì không có gì không làm được. Dù là cuối tuần nhưng bản mệnh cũng chẳng hề ngơi tay, song sự bận rộn này đổi lấy những hiệu quả bất ngờ. Đây sẽ là thời điểm vượng vận khí nhất, khá thích hợp để những người làm kinh doanh đưa ra quyết định đầu tư, hợp tác làm ăn. Con giáp này sẽ có cơ hội tiếp xúc với một vài đối tác đáng tin cậy, hãy duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài để đôi bên cùng có lợi nhé. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Hợi, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Con số may mắn, 78, 25, 12. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến 15 tháng 6 âm lịch 2023. Hung tinh thiên cầu nhập mệnh, người tuổi Quý Mão nên giữ được bình tĩnh và hạn chế tạo mâu thuẫn với đồng nghiệp trong tuần lễ này, nếu không người chịu nhiều thiệt thòi có thể là chính bạn. Vận khí ảm đạm, con giáp này làm gì cũng phải đầu tư thật nhiều công sức, nhưng thành quả chẳng thể như mong muốn, dù vậy, bạn cũng chớ vội nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Có lẽ vì công việc bận rộn hoặc cuộc sống có chút thay đổi, nên bạn đang khó lòng tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt. Dù vẫn may mắn là không xuất hiện tình huống nguy hiểm, song con giáp này sẽ khó lòng tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn khi vướng mắc bởi những vấn đề ngoài ý muốn. Tài lộc trong tuần chỉ ở mức trung bình, tuần này không thích hợp để bản mệnh mạo hiểm đầu tư ở những lĩnh vực mới, càng mạo hiểm thì nguy cơ càng rủi ro lớn, thậm chí có thể mất trắng. Nhìn chung,
Người tuổi Mão làm gì cũng nên cẩn trọng trong các quyết định và cả việc chi tiêu tiền bạc. Sức khỏe của tuổi này có dấu hiệu suy giảm, bạn được nhắc nhở nên chú ý việc ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc, kết hợp vận động nhẹ nhàng thường xuyên sẽ khiến cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thư thái hơn. Ngoài ra, những người làm việc chân tay hay thường xuyên di chuyển đi lại cũng nên chú ý vấn đề an toàn cho bản thân. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân: Tuất, Dần, tiểu nhân: Tý, Ngọ. Màu sắc may mắn: đen, nâu. Con số may mắn: 89, 56, 21. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến 22 tháng 6 âm lịch 2023. Tuần mới, tuổi Quý Mão được thiên đức cát tinh hậu thuẫn nên vận trình công việc hanh thông, các kế hoạch, nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ. Bạn cũng nhận một khoản thưởng nóng kha khá, nhờ vào sự thông minh và khéo léo trong công việc, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần. Tuy nhiên, trong môi trường tập thể, bạn nên giảm bớt sự gai góc của mình lại, con giáp này có thể thể hiện quan điểm của mình, nhưng chớ nên quá gai gắt. Bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình mà không quan tâm đến những người xung quanh, sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng. Tài lộc trong tuần cũng khá vượng, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng, một số dự án ban đầu, đầu tư bắt đầu thu hồi kết quả sau một thời gian đợi chờ trong sốt ruột. Nhìn chung, tuổi Quý Mão đã gặt hái không ít thành tựu nên vấn đề tiền bạc không cần lo ngại. Tuy nhiên, có vẻ như khi mọi chuyện đang diễn ra ổn định thì bạn lại có xu hướng chủ quan. Con giáp này cần tập trung để tránh xảy ra những sai sót, chúng rất mất thời gian sửa chữa cho dù không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Thậm chí, bạn còn có thể đánh mất những thành quả mà mình đã vất vả gây dựng. Tuổi Quý Mão cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này, từ cả hai nguồn thu phụ và chính, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập khá tốt, không lo túng thiếu. Dù vậy, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý, đừng vội mua sắm bừa bãi khiến tiền bạc hao tổn nhanh chóng. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân: Thìn, Hợi. Tiểu nhân: Dậu, Tý. Màu sắc may mắn: đen, hồng. Con số may mắn: 90, 34, 72. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến 30 tháng 6 âm lịch. Tỷ thiên nhắc nhở người tuổi Quý Mão tốt nhất nên tránh cãi vã, tranh cãi với đồng nghiệp của mình và đặc biệt là với cấp trên trong tuần này, dù bạn có những ý tưởng và quan điểm trong tuần này. Muốn thể hiện nhưng cũng nên chú ý tới hoàn cảnh và thời điểm, sự kích động nhất thời khiến con giáp này dễ dàng làm mất lòng người khác, gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của bản mệnh trong tương lai đấy. Cho dù nhìn theo hướng tích cực, sự hiếu thắng có thể khiến bạn không ngừng cố gắng vươn lên, thậm chí đạt được kết quả vượt xa người thường. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng có hai mặt, bản mệnh cũng không nên coi thường mặt tiêu cực của tình hiếu thắng, bởi bản mệnh sẽ tạo thêm nhiều kẻ thù, phá hỏng các mối quan hệ vốn tốt đẹp. Tài chính cũng đứng trước nhiều nguy cơ do tiểu hao cản trở, các khoản chi phí vô tội vạ, mua sắm theo ý thích sẽ làm cho bạn rỗng tôi nhanh chóng. Bản mệnh cần tập trung vào công việc, ổn định thu nhập bằng cách tìm tới sự hướng dẫn và giúp đỡ của những người đi trước, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Ngoài ra, đừng vì bận rộn mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm của mình hay sao nhãng vun vén các mối quan hệ cá nhân, chu toàn gia đình, chăm sóc bạn đời, hẹn hò người yêu. Không chỉ là những trách nhiệm mà bạn phải hoàn thành, nó còn là niềm vui giúp bạn thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân: Dần, Thìn. Tiểu nhân: Mão, Tỵ. Màu sắc may mắn: tím, đen. Con số may mắn: 89, 35, 21. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trên thế gian này của cải sắn có khắp nơi, nếu tìm cách thì chắc chắn ai cũng có thể trở nên giàu có, không có gì là không thể cả. Thế nhưng cổ nhân đã nhắc nhở rằng, một phần lao động, một phần cơm. Điều này có nghĩa là lao động bao nhiêu thì chỉ nên hưởng bấy nhiêu mà thôi. Nghĩa là công sức mình như thế nào thì chị hưởng tương ứng, tránh tâm lý tham lam, cố gắng vơ vét phần nhiều về mình. Lòng tham muốn tiền bạc của con người khiến ta chẳng thể nào biết điểm dừng, có rồi lại muốn có nhiều hơn nữa, cả trăm tới vạn lần. Chỉ vì ham muốn nhất thời những việc lấy tài sản của người khác làm của mình là ta đã bắt đầu gieo nghiệp ác cho chính mình từ lúc đó. Thế nên, dành cả đời kiếm tiền rồi giữ tiền mà trong lòng vẫn không yên, vẫn phải chịu nhọc nhằn, lao khổ, không bao giờ còn những phút nghỉ ngơi, ngồi chơi thoải mái. Họ vẫn bao biện rằng giờ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để sau này được sung sướng. Những kẻ cứ cố vơ vét tiền bạc của người khác về mình tưởng là sung sướng, nhưng dù cho của cải có chứa đầy nhà, nhưng trong lòng vẫn bất an,
đêm ngủ không yên, luôn lo lắng một ngày sẽ bị trả thù. Trong Phật giáo dạy rằng, nguồn cội của mọi khổ đau trên đời đều từ ba việc mà ra: tham, sân, si. Trong đó, tham đứng hàng đầu, vì do tham mới nổi lên sân hận, khiến cho mọi người si mê, u tối, từ đó gây ra nghiệp ác. Tham lam càng nhiều thì báo ứng càng lớn, luật nhân quả của lòng tham thường được trả ngay trong kiếp này, qua rất nhiều minh chứng thực tế mà chúng ta đã thấy. Một người không chú ý việc sướng tâm, thường có xu hướng làm một, nhưng muốn đòi ăn 10 phần cơm, như thế là tham lam, phá vỡ cân bằng vốn có. Một khi lòng tham trỗi dậy, che mờ lý trí, họ nhất định sẽ tìm mọi cách để thu vén của cải về cho mình. Những người này, bất chấp thủ đoạn sẵn sàng luồn cúi, mưu lợi để bù đắp vào phần lao động còn thiếu. Ngược lại, người ngay thẳng thật thà, không đầu cơ trục lợi thì không phải lo sợ, luồn cúi, tự tin vào năng lực của mình. Không phải cầu cạnh ai, có như thế mới tự tin ngẩng cao đầu, đối mặt với bất cứ hoàn cảnh nào, đoạn trừ được lòng tham của mình. Dù là tiền bạc, tình cảm hay chức vụ thì lòng ta ắt sẽ an yên. Ví dụ như Đào Uyên Minh từng nói, quang trường không suôn sẻ, chẳng bằng quy ẩn điền viên, vẫn có thể hái hoa cúc dưới hàng rào phía đông, nhàn nhã nhìn núi phía nam. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.